Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang yêu cầu đóng cửa xả đáy. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,95 m, lưu lượng đến hồ hơn 3.200 m khối trên một giây, lưu lượng xả hơn 4.300 m khối trên một giây. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp một cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy còn lại vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 111,65 m, lưu lượng nước chảy đến hồ gần 2.000 m khối trên một giây, lưu lượng xả gần 4.000 m khối trên một giây. Cả hai công điện đều yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Đồng thời báo cáo kịp thời các tình huống bất thường thông qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang. Để đảm bảo an toàn cho các công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Trước đó vào ngày 10 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lệnh cho Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Mọi sự đóng góp quý báu xin vui lòng gửi về Tòa soạn Báo Thanh niên, địa chỉ tại 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tòa soạn tại Hà Nội tại địa chỉ 218 Tây Sơn, quận Đống Đa, hoặc các văn phòng đại diện Báo Thanh niên trên cả nước. Quý vị cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản Báo Thanh niên, số tài khoản 1000-6868 Ngân hàng Eximbank chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 686-886-6868 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi rõ: hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3. Báo Thanh niên sẽ tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng vì đồng bào. Những ngày nước lũ sông Bùi dâng cao, nơi này không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là sông. Bên này thì giao thông đường bộ sắp thành đường thủy. Còn bên này thì nước lũ đã mấp mé mái nhà. Từ đường lớn đến ngõ nhỏ đều mênh mông nước. Dù người dân có dùng bao cát đắp trước nhà nhưng nước vẫn cứ tràn vào. Nước lũ dâng cao chảy cuồn cuộn qua đê sông Bùi từ đêm 10 tháng 9 năm 2024 đã khiến nhiều xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội mênh mông biển nước. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, con đường ven sông Bùi đi qua địa bàn các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ bị ngập, người dân di chuyển khó khăn. Lũ này thì cao hơn khoảng 10 phân rồi.
Hơn 10 phân rồi. Trước là của em chỉ có đến thế kia là cạn kìa. Nhưng mà bây giờ là nửa cái bậc của nó ngồi đấy là cạn, nên bây giờ nên gặt bậc. Nhà mình thì đợt trước là tài sản như gà lợn các cái là chạy được hết. Vâng, thế còn đợt này? Cái đợt sau này thì có ít thì cũng chạy xong. Nước lũ lên nhanh không chỉ khiến việc đi lại bị cản trở mà cuộc sống của người dân ngoại thành Hà Nội gặp nhiều bất tiện thiếu thốn. Ôi ôi, sinh hoạt như mình bây giờ này nhất là nước, thì bây giờ là không có ấy, là không nước sạch nước sạch ấy, vâng. Không có nước ăn thôi. Đấy, nhất là cái ý lương thực như mình thì gọi là bây giờ là nó cũng trung bình. Vâng. Dạ. Nó cũng không phải là thiếu thốn, giờ chỉ cần mỗi nước nhiều nước. Cần nhiều nước sạch để sinh hoạt. Nhất nước sạch để cho chúng tôi ăn. Bây giờ này hiện tại là nhà tôi tháo bình nóc cho nó còn được một bình rồi. Còn một bình nóc. Đấy. Thì... Ôi rồi ơi, nhà tôi thì đông lắm, các cháu huyết nó xô xát thì nó tập trung nó đến hết ở đấy. Dạ. Tận gần 20 người. Nước lũ bắt đầu lên nhanh từ đêm ngày 10 tháng 9. Từ sáng sớm ngày 11 tháng 9, gia đình chị Trịnh Thị Thơ đã chuẩn bị đồ đạc về nhà mẹ ruột để ở tạm qua đợt lũ này. Tài sản của gia đình cũng không kịp di rời, đành chịu cảnh ngập hết trong nước lũ. Đêm qua. Đêm qua. Và nhà tràn hết nha. Nhà em có một tầng thôi, nhưng mà vừa đợt vừa rồi thì nó chưa tràn đến nơi đâu. Wow. Bây giờ nó tràn hết. Tối đêm qua thì nó vẫn chưa lên đến nơi, bắt đầu đến mờ mờ sáng là nó lên đến nhà. Nên vào trong nhà rồi thì cây được ít thóc lúa thì có mấy tả lúa. Mỗi bà mới đưa cháu bé thì đi trước rồi, còn hai vợ chồng nhà em hai đứa bé thì đi sau, bây giờ mới mượn chúng để ra. Đợt trước đã tàn cư mất chục ngày. Cái hồi tháng 7 đấy ạ. Vâng. Bây giờ lại đi tiếp, mới được có về, mới được có... Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Hà Nội, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 đã ban hành lệnh báo động lũ mức 2 trên sông Hồng tại địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Đến nửa đêm ngày 10 tháng 9, hàng ngàn người dân sống ngoài đê sông Hồng cạnh cầu Long Biên đã được lực lượng chức năng quận Ba Đình di dời, trong bối cảnh nước sông Hồng tiếp tục dâng cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại thảm khốc tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không chỉ dừng lại ở những thiệt hại thực tế, mà còn từ những thông tin sai lệch gây hoang mang trong dư luận. Ngày 11 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Cẩm Phả cho biết, cơ quan này vừa triệu tập một người phụ nữ liên quan đến việc tung tin thất thiệt về tình hình thiệt hại do bão số 3 tại địa phương. Cụ thể, người phụ nữ này đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc vớt được 16 xác chết tại bờ biển thành phố Cẩm Phả, gây hoang mang lớn cho người dân. Trước đó, sáng ngày 10 tháng 9, Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện trên tài khoản Facebook có tên là Song An Hải Sản của một người phụ nữ trú tại thôn 3 xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã đăng tải nội dung về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau. Bài đăng này có 114 lượt thích và 124 lượt chia sẻ. Qua quá trình điều tra của Công an thành phố Cẩm Phả, việc đăng tải nội dung này là sai sự thật. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận đã đăng tải thông tin mà không kiểm chứng, khiến dư luận hoang mang. Hiện Công an thành phố Cẩm Phả đang tiến hành lập hồ sơ và xử lý người phụ nữ này theo quy định của pháp luật. Vâng, thưa quý vị, qua đây thì các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận, nhất là trong thời điểm toàn xã hội đang dốc toàn lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và các kênh YouTube, TikTok, Zalo Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.